Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, những đe dọa từ Bắc Kinh đối với Canberra vẫn tiếp tục được các chuyên gia tại Úc quan tâm, đặc biệt là sự quan tâm từ cựu Thủ tướng Kevin Rudd. Trong khi Tân Bộ trưởng Nội vụ thì lại lo lắng về nguy cơ chiến tranh toàn cầu. Về sinh hoạt kinh tế thì tiểu bang Victoria đang chạy nước rút để đưa du học sinh quốc tế trở lại nhằm giúp duy trì hoạt động của các viện đại học tại tiểu bang này. Trong khi đó thì sự lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vẫn là mối quan tâm trên toàn thế giới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021. Đe dọa an ninh từ Bắc Kinh. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd đề nghị tái xét hợp đồng cho công ty Landbridge thuê cảng Darwin trong 99 năm. Ngày hôm qua, cựu Thủ tướng lao động Kevin Rudd đã lên tiếng đề nghị là chính phủ liên bang nên cứu xét lại hợp đồng cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm. Ông Kevin Rudd đã nêu lên đề nghị này sau khi Ngoại trưởng Marine Spy đã tuyên bố hủy bỏ hai thỏa hiệp MOU giữa Bắc Kinh và tiểu bang Victoria. Nhắc lại là chính phủ, lãnh thổ Bắc Úc hồi năm 2015 đã ký thỏa hiệp cho công ty Landbridge thuê mướn cảng Darwin trong vòng 99 năm với một số tiền là 506 triệu đô la. Việc cho thuê cảng Darwin này đã gây nhiều lo ngại cho cả Hoa Kỳ và đích thân Tổng thống Obama đã nêu vấn đề này lên Thủ tướng Malcolm Turnbull khi hai lãnh tụ gặp nhau tại thủ đô Manila của Philippines vào năm 2016. Sau đó thì chính phủ Úc đã phải thay đổi thể thức cứu xét đầu tư từ nước ngoài để tránh không xảy ra một trường hợp tương tự trong tương lai. Tuy vậy, chính phủ Úc có sự phân biệt rõ rệt giữa trường hợp thuê mướn cảng Darwin và các thỏa hiệp MOU giữa Bắc Kinh và chính quyền Victoria. Lý do là vì luật Foreign Relations Act chỉ bao gồm những thỏa hiệp được ký kết giữa các tiểu bang và lãnh thổ cũng như các hội đồng thành phố và các viện đại học ở Úc với các chính phủ nước ngoài hoặc các công cụ của chính phủ nước ngoài hay nói khác hơn là luật Foreign Relations Act, không áp dụng cho các khế ước thương mại, chẳng hạn như khế ước giữa công ty Landbridge và chính phủ Bắc Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton hồi tuần trước đây cũng đã được hỏi về vấn đề này, nhưng ông đã không trả lời dứt khoát mà chỉ nói rằng đây là một trong số hàng ngàn thỏa hiệp mà Ngoại trưởng Marine Spy sẽ tiếp tục cứu xét lại. Tất nhiên, nếu chính phủ liên bang muốn hủy bỏ hợp đồng giữa chính phủ Bắc Úc và công ty Landbridge, thì chính phủ liên bang vẫn có thể viện dẫn lý do an ninh quốc phòng để thực hiện điều này. Thế nhưng, điểm khác biệt lớn lao là trong trường hợp này, chính phủ liên bang cần phải bồi thường trên nửa tỷ đô la cho công ty Landbridge. Mặt khác, thì chính phủ liên bang vẫn có thể nói rằng đây là một hợp đồng thương mại bên ngoài phạm vi áp dụng của luật Foreign Relations Act. Trong khi đó thì tân bộ trưởng nội vụ Mike Pesullo thì cho rằng nước Úc cần phải nỗ lực vì hòa bình tuy nhiên cũng cần phải sẵn sàng để đương đầu với một cuộc chiến. Đây được cho là một phát biểu rất mạnh mẽ từ một bộ trưởng ở Úc. New South Wales trì hoãn việc mở trung tâm tiêm chủng cho những người trên 50 tuổi vì lợi ích của nhân viên tuyến đầu. Chính quyền New South Wales đã xác nhận là sẽ không mở cửa các trung tâm tiêm chủng cho thành phần cư dân trên 50 tuổi kể từ thứ hai tuần tới ngày 3 tháng 5, trái ngược với kế hoạch mà Hội đồng Nội các Quốc gia đã thông qua vào thứ năm tuần trước, Phát ngôn viên của Bộ Y tế New South Wales cho biết là chính phủ New South Wales mong muốn là thành phần cư dân này, tức là những người từ 50 đến 69 tuổi tại New South Wales nên chủng ngừa COVID-19 tại phòng mạch của các bác sĩ gia đình kể từ ngày 17 tháng 5 sắp tới. Nhắc lại là trong cuộc họp Hội đồng Nội các quốc gia hồi tuần trước, thủ hiến của tất cả các tiểu bang và lãnh thổ đã đồng ý là sẽ bắt đầu chủng ngừa cho cư dân trên 50 tuổi kể từ thứ hai ngày 3 tháng 5 tại các trần y viện của chính phủ và hai tuần sau đó thì việc chích ngừa này mới được bắt đầu tại văn phòng của các bác sĩ gia đình. Trong khi đó, thì tại Queensland, Thủ hiến Anastasia Palaszczuk tiếp tục thúc giục chính phủ liên bang lập kế hoạch cho tương lai khi nói đến các cơ sở kiểm dịch cho khách nước ngoài khi các chuyến bay từ Ấn Độ giảm trong bối cảnh số lượng nhiễm COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua. Phát biểu với chương trình News Breakfast của ABC ngày hôm qua, Thủ hiến Palaszczuk cho biết các khách sạn không phải là môi trường cách ly phù hợp với một loại virus có khả năng lây truyền xuyên qua các hành lang như đã xảy ra tại hệ thống khách sạn cách ly Mercure ở Sydney và ở Perth. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk tiếp tục đề xuất về việc triển khai trung tâm kiểm dịch khu vực Toowoomba, Wellcamp. Tuy nhiên, đệ trình này vẫn đang được chính phủ liên bang xem xét. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Y tế Queensland, bà Yvette Duff, cho biết tất cả các nhân viên làm việc với bệnh nhân COVID-19 sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 10 tháng 5 và sẽ được kiểm tra sức khỏe vào đầu mỗi ca làm việc. Bà cho biết động thái này là kết quả của cuộc kiểm tra toàn tiểu bang đối với việc kiểm tra độ phù hợp của thiết bị bảo vệ cá nhân cho các y tá điều trị bệnh nhân COVID-19. Victoria lên kế hoạch đón du học sinh quốc tế trở lại vào tháng 5. Trong một tuyên bố với truyền thông địa phương ngày hôm qua, Quyền thủ hiến Victoria, ông James Molino cho biết, chính quyền Victoria luôn mong muốn sớm đưa các sinh viên quốc tế quay trở lại học tập tại tiểu bang này một cách an toàn và hợp lý. Cũng theo lời của ông James Molino, thì không những du sinh quốc tế mà chính quyền Victoria cũng đang xem xét kế hoạch để đưa các doanh nhân và các nghệ sĩ người nước ngoài trở lại Victoria bắt đầu từ cuối tháng năm. Quyết định này của quyền thủ hiến James Molino đã đệ trình lên thủ tướng Scott Morrison yêu cầu phê chuẩn kế hoạch tạo lập hành lang đi lại đặc biệt giữa Victoria với các nước còn lại của thế giới. Một cách cụ thể thì Victoria mong muốn sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch này kể từ ngày 24 tháng 5, bao gồm việc đón thêm khoảng 120 khách nước ngoài đến Victoria mỗi tuần. Lưu ý là nhân số 120 người này không nằm trong hạn mức 1.000 công dân Úc hồi hương và các trường hợp đặc biệt được cho phép mà chính phủ đã phê duyệt trước đó. Quá trình đón khách quốc tế sẽ được thực hiện tương tự với quá trình đón công dân hội hương, thông qua các chuyến bay thương mại, thuê chuyến đặc biệt và phải cách ly bắt buộc tại các khách sạn do chính quyền chỉ định. Chi phí cho hoạt động đưa đón và cách ly do phía các công ty, tổ chức sử dụng nhân lực như trường đại học, sân khấu, công ty điện ảnh hay doanh nghiệp chi trả. Việc mau chóng đưa sinh viên quốc tế và các doanh nhân, người lao động nước ngoài có kỹ năng thuộc một số ngành nghề đặc biệt quay trở lại địa phương sẽ góp phần giúp Victoria bắt kịp đà hồi phục kinh tế, góp phần giảm thiểu sự thiếu hụt nhân lực và tăng nguồn thu xuất khẩu giáo dục của các trường đại học. Tại bang Victoria, có khoảng hơn 150.000 sinh viên quốc tế đang đăng ký theo học. Năm 2019, lĩnh vực giáo dục quốc tế đã tạo ra doanh thu 12 tỷ 600 triệu đô la, hỗ trợ khoảng 79.000 việc làm với hầu hết sinh viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Malaysia và Việt Nam. Năm ngoái, để góp phần hỗ trợ cho sinh viên quốc tế vượt qua khó khăn của dịch bệnh, chính quyền Victoria cũng đã triển khai một gói hỗ trợ trị giá 1.000 đô la cho mỗi sinh viên quốc tế sinh sống tại tiểu bang này trong giai đoạn dịch bệnh. Ông Martin Pakula, Bộ trưởng Bộ Công việc, Đổi mới và Thương mại của bang Victoria, cho biết sinh viên quốc tế là một phần quan trọng của hệ thống giáo dục, nền kinh tế và cộng đồng tại Victoria vì họ cung cấp rất nhiều lợi ích, không chỉ thông qua các khoản học phí chi trả cho các trường đại học, mà còn thông qua hoạt động kinh tế do họ tạo ra cho các doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội. Tin đời sống hàng ngày, các ngân hàng lớn tiếp tục đóng cửa nhiều chi nhánh vùng quê. Như VietFace TV đã loan tuần trước đây, việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng tại vùng quê đã xảy ra và việc đóng cửa này có thể càng ngày càng xảy ra nhiều hơn. Theo nguồn tin của đài ABC, thì cả ba ngân hàng lớn là Commonwealth, NAB và ANZ đều có chương trình đóng cửa kể cả năm chi nhánh tại vùng trung tây tiểu bang New South Wales. Đối với cư dân tại vùng nông thôn, thì điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đời sống hàng ngày của họ, vì cư dân tại vùng thôn quê không phải ai cũng biết sử dụng hệ thống internet banking. Thị trường của hội đồng địa phương Cowra, ông Bill West đã nói rằng các ngân hàng lớn có vẻ coi trọng lợi nhuận hơn là phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, ông Bill West cũng đã chỉ trích các ngân hàng lớn là đã không tham khảo ý kiến của cư dân địa phương khi quyết định đóng cửa các chi nhánh ngân hàng. Và ngay cả dân biểu liên bang, ông Andrew G. tại đơn vị Calary cũng đã can thiệp với tổng giám đốc điều hành của ngân hàng Commonwealth về việc đóng cửa các chi nhánh địa phương này. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì chưa biết là dân biểu Andrew G. có thành công hay không. Nhắc lại là hơn 290 chi nhánh ngân hàng trên khắp nước Úc đã phải đóng cửa vĩnh viễn hoặc tạm thời sau khi ngày càng nhiều khách hàng đã chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng số, tức là dịch vụ ngân hàng trên mạng gọi là Internet Banking. Do tác động của đại dịch Covid-19 và đây là tình trạng chưa từng có trong hai thập kỷ qua tại Úc. Cụ thể thì kể từ đầu năm 2020, ngân hàng ANZ đã đóng cửa hoặc công bố kế hoạch đóng cửa 131 chi nhánh. Ngân hàng NAB cũng đã đóng cửa hoặc đang chuẩn bị đóng cửa 45 chi nhánh, trong khi ngân hàng lớn nhất là Commonwealth cũng đã đóng cửa 32 và ngân hàng Westpac cũng đã tuyên bố sẽ đóng cửa 48 chi nhánh của họ trên khắp nước Úc đại dịch COVID-19. Mỹ đồng ý truyền 60 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước. Hoa Kỳ vừa tuyên bố sẽ bắt đầu truyền 60 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các quốc gia khác trong vài tuần tới, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng tại nhiều nước. Theo thông tin từ Tòa Bệnh Ốc, thì có thể 10 triệu liều vaccine sẽ được chuyển đi trong những tuần này, trong khi đó khoảng 50 triệu liều nữa đang được sản xuất và có thể xuất xưởng vào tháng 5 và tháng 6. Hiện nay, vaccine AstraZeneca vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng. Mặc dù vậy, đây là loại vaccine vẫn đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng, kể cả tại Úc. Nhắc lại là chính quyền Tổng thống Biden hồi tháng 3 thông báo là sẽ gửi khoảng 4 triệu liều vaccine AstraZeneca tới Canada và Mexico. Ngoài ra, hiện nay, nước Mỹ cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc mở rộng, chia sẻ kho dự trữ vaccine với Ấn Độ và các quốc gia khác. Trong khi đó thì tại Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện đang kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ để có thể đối phó với đợt bùng phát kinh hoàng của đại dịch lần này, khi mà thống kê cho thấy tại Ấn Độ đã có khoảng 117 người chết mỗi giờ, trong khi các bác sĩ tại Ấn Độ đã buộc phải rút ống thở của bệnh nhân lớn tuổi để nhường cơ hội sống cho người trẻ hơn khi nguồn cung oxy đang dần cạn kiệt. Ấn Độ ban đầu từng được coi là một câu chuyện thành công trong việc vượt qua đại dịch nhưng đất nước với hơn 1 tỷ 300 triệu dân này hiện đang phải chạy đua với dịch bệnh và các hệ thống y tế bắt đầu sụp đổ. Các thông điệp khẩn cấp đã được đăng tải đã tiết lộ mức độ hoảng loạn trong cuộc chiến chống dịch ở Ấn Độ. Ngoài việc hết oxy, các phòng chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện cũng đang hoạt động hết công suất và gần như tất cả các máy thở đều được sử dụng. Hiện nay, người dân Ấn Độ đang phải tự tìm cách giải quyết vấn đề dịch bệnh. Người dân phải làm những gì mà họ cho rằng lẽ ra chính phủ đã phải làm từ lâu các chuyên gia cảnh báo tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ còn trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.